Trung thu năm nay có nhiều nhóm thiện nguyện ở thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức những chương trình đầy ý nghĩa dành tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình sau đây được tổ chức tại huyện Củ Chi là một ví dụ điển hình. Tại mái ấm Tiên Phước, nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật, đoàn thiện nguyện là những doanh nhân, hoa hậu, đại sứ nhân ái, nghệ sĩ đã mang đến những lời ca, tiếng hát ấm áp, tặng 40 phần quà trung thu cho các cháu, đồng thời hỗ trợ mái ấm 10 triệu đồng để chăm lo cho các cháu. Tại mái ấm Mai Hòa, nơi nuôi dưỡng các trẻ em bị nhiễm HIV, đoàn cũng đã tặng 30 phần quà trung thu và nhu yếu phẩm cho mái ấm. Sự yêu thương sẻ chia của những người doanh nhân, của những người nghệ sĩ, họ không chỉ đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn mà họ còn tạo động lực cho họ trở nên đẹp hơn, được tự tin hơn, được thành công hơn và nỗ lực nhiều hơn nữa để bản thân họ sẽ phải có cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng và họ sẽ phải làm nhiều hơn nữa cho cộng đồng và thúc đẩy cái sự phát triển của kinh tế xã hội cũng như là cái công tác an sinh xã hội và giúp cho cộng đồng của chúng ta sống đẹp và sống văn minh và sống nhân ái hơn. Trên hành trình thiện nguyện, Quỹ Nhân Ái HKT đã có mặt khắp các tỉnh thành trong nhiều năm qua, thăm hỏi, tặng quà, làm nhà nhân ái cho những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em mồ côi, tàn tật, với số tiền hơn 500 triệu đồng.